Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với buổi livestream của Bệnh viện Thẩm mỹ Gan Hu. Hôm nay kênh Trang đây là một vị khách hàng. Chị là một bà mẹ ba con và chị chia sẻ là bé đầu tiên của chị năm nay đã 21 tuổi rồi. Và gần bé thứ nhất, bé thứ hai, bé thứ ba thì bụng của chị và cơ thể của chị ngày càng phình ra, phì ra hơn nữa. Nhưng mà chị đã thử nhiều biện pháp rồi, thử nhiều liệu pháp kể cả tập thể dục, giảm cân hay là ăn kiêng, tuy nhiên không có biện pháp nào mang lại kết quả cho chị cả. Và một ngày tình cờ chị vô tình chị lướt trên Facebook và chị phát hiện ra tại bệnh viện Thẩm mỹ viện Gan Hu thì có dịch vụ giảm béo mà không cần phải tác động dao kéo gì hết. Cho nên là chị đã quyết định liều thử một lần mình tới đây và chị đã nhận được một kết quả bất ngờ. Hôm nay chúng ta hãy cùng trò chuyện cùng với chị nhé. Nè, anh nhái siêu vợ buồn, ý buồn nên ai cả xem nhân ismita. Kinh tế, bé ca nổ mù khó gió, thả si, kháng hút hợp vừa nhẹ kết, lý vô sắc sinh ổ trai sao, hạ sạc sinh mẹ ta, chỉ cơ mi, y buôn hẳn thế, dạy kê hợp vừa cả. Dạ em chào chị nha. Dạ chị Mai ơi, chị có thể chia sẻ với em là mình có ba người con rồi đúng không chị? Dạ đúng rồi. Dạ. Vậy thì con lớn của chị là bao nhiêu tuổi rồi? Con lớn chị là 21 tuổi rồi. 24 tuổi, 21 tuổi 21 rồi. Tuổi. Em nhìn chị rất là trẻ luôn mà em không ngờ là con của chị tới 21 tuổi ha. Ừ. Dạ vậy người con thứ hai là bao nhiêu tuổi chị? Đứa con kế là 17 tuổi, chỉ ba người con. Dạ. Chị sanh đứa đầu rồi chị mổ hai lần. Dạ. Là bụng của chị to lắm. Ừ. Nó mà chị cũng đi tập thể dục, tập gym nè, chị uống thuốc giảm cân nè. Nói chung là không giảm. Dạ, có nghĩa là từ 21 năm trời là bụng mình như không nhỏ đi mà càng ngày càng phình. Ừ, phình ra. Dạ, rồi chị mới coi lướt trên Facebook á, chị mới coi cái chị mới thấy chỗ bệnh viện Thẩm mỹ Gan Hu nè. Chị cũng lướt nhiều cái tiệm chị coi xem. Nhưng rốt cuộc chị chọn Gan Hu. Dạ. Tại vì chị thấy là nó an toàn quá và hiệu quả và chất lượng và đảm bảo quá. Chị mới tìm tới, chị mới phỏng vấn, chị mới đặt lịch là chị quyết định làm luôn. Hôm nay là kết quả đem lại cho chị rất là như ý và thỏa mãn. Dạ, đặc biệt thưa quý vị, chị Mai là chị đã lặn lội từ Kiên Giang lên Sài Gòn. Và điều đặc biệt hơn nữa là chị chưa từng là thử qua các bệnh viện nào khác. Chị mà chưa từng bệnh viện nào hết. Quyết định là chỉ tư vấn qua điện thoại thôi. Và mình đúng thấy rồi. Ok, xong rồi ngày đó mình book xe xong mình lên Sài Gòn thì mình làm dịch vụ này luôn mọi người ha. Đúng. Và chị còn nhớ là cái hôm đó mình lên bệnh viện Gan Hu làm á, thì có gì đặc biệt không? Lúc làm đó các bác sĩ rất là tận tình và quan tâm dữ lắm, từ sức khỏe này nọ rồi vô làm này nọ, là nói chung là không có cái gì mà trở ngại với không có gì mà nguy hiểm cho an toàn tuyệt đối. Dạ vâng. Hôm đó là mình làm xong ca phẫu thuật, thì mình làm xong cái ca giảm béo á chị. Thì chị nhớ là mấy giờ thì mình xong không? Khoảng chị làm hết tất cả là 3-4 dịch vụ cỡ 2 tiếng rưỡi á. Dạ. 2 tiếng rưỡi là khoảng tầm mấy giờ thì mình mới bắt xuất viện về chị? Thì thay vì bác sĩ y tá kêu là tính ngủ lại chỗ khỏe mà thôi, chị thấy khỏe quá, tối 10 giờ đêm chị về luôn. Về thẳng Rạch Giá? Về thẳng Kiên Giang luôn. Kiên Giang là chị về trong ngày luôn. Tầm hơn 300 cây. Thì có 2 tiếng rưỡi là chị nằm đâu chừng tiếng 2 tiếng là chị về luôn đó. Mình làm xong rồi mình có cảm giác là nó mệt mỏi hay đau nhức gì không chị? Mệt mỏi không gì hết. Nó chỉ ê nhẹ nhẹ thôi. Rồi tối hôm đó mình về, tối mình về mình luôn. Đi xe bình thường. Ngồi xe về tới nhà 4 tiếng mấy đồng hồ bình thường. Rồi sáng chị vẫn ngồi chấm đồ cho công nhân thợ thầy bình thường. Dạ. Vậy thì cho em hỏi nhỏ nha. Chị với cái bụng này là bụng của mình đúng không chị? Đúng rồi. Dạ. Với cái thể trạng bụng như vậy nè, bây giờ mình nhìn lại á thì mình cảm thấy như thế nào? Chị sợ cũng chết. mình phải nhìn nó hơn 20 trời năm ơi, đúng nó đeo đẳng, chị sợ cũng chết mà chị nó không biết cái phương án nào, chị tìm đủ mọi cách hết. Rồi này chị quyết định chị chọn bệnh viện này chị làm. Dạ, chị có nói là chị sợ với giống bụng này, thì trong khoảng 20 mấy năm đó thì mình thấy có gì bất tiện hay là chị không có tự tin, chị bận đồ, chị đi tiếp xúc với khách hàng, với đi ngoại giao, với đối tác này nọ, giờ chị không có tự tin. Yeah. Bây giờ được cái bụng gì chị mừng trong bụng lắm. Mừng trong bụng. Mừng lắm. Hôm nay là ngày thứ mấy rồi chị? Mới ngày thứ năm mà. Ngày thứ năm mà. Mới ngày thứ năm thôi mà em thấy dáng bụng phẳng rồi nè. Trong khi 20 năm trời, hơn 20 năm trời mình thử nhiều biện pháp mà không giảm được miếng nào hết. Giảm. Thì em thấy dáng bụng của mình trước đây nè, bụng của mình khá to và tròn và căng ra luôn á. Em thấy là hình tròn và cái đặc biệt là eo của mình nè, vòng eo của mình không có. To lắm. Dạ. Chị bụng là to nhất. Còn bây giờ em thấy dáng của mình nè, mặc dù mọi người có thể coi đây là một cái áo lót thôi và bằng vải thôi mọi người ha, không có chức năng là ôm bó cơ gì hết, nhưng mà mọi người có thể thấy là cái vòng eo của chị đã hiện rõ ra rồi đây.
vòng eo chữ S hay vòng eo con kiến ha. Và đặc biệt cái tình trạng bụng trên của chị á, em thấy nhỏ rất là nhiều nha. Nhưng mà đặc biệt mọi người có thể nhìn ngang á, nhìn ngang thì không còn cái tình trạng bụng phệ nữa. Cái tình trạng mà bụng của chị ngang á thì rất là xệ luôn. Đây mọi người có thể xem. Đây, em thấy là bụng trên nó phồng to ra chị ha. Nhưng mà chị bị chị có cái cục. Đúng rồi, cục trên to, cục dưới, xong rồi hai bên eo mình không to, chị bạn đầm đã độn hai cục hai bên đây nè. Bây giờ mất tiêu hai cục này luôn. Hôm qua chị gỡ ra con gái, chị nói trời ơi cái em mẹ đẹp quá. Con gái em mẹ đẹp. Con gái thứ hai chị, tại con gái lớn thì học ở Sài Gòn nè. Còn gái thứ kế thì nói cái em mẹ đẹp quá. Nhưng mà con gái chị có biết là mình thực hiện dịch vụ giảm béo lipo cho sao không? Mới đầu là chị không có nói, nhưng mà chị đi về chị dành sự bất ngờ cho nó. Dạ, nhưng mà rồi bây giờ chị sẽ để con gái chị ra trường, chị sẽ dắt nó qua đây sửa mũi nữa. Dạ, bây giờ do mình thực hiện dịch vụ tại đây, do mình tin tưởng. Chị tin tưởng, chị sẽ dắt con chị rồi em chị sẽ làm ngược lại đây luôn. Vậy thì chị chắc hỏi là ở dịch vụ tại bệnh viện Thẩm mỹ Gan Hu có gì mà chị làm cho chị tin tưởng, là chị giới thiệu bạn bè hay kể cả con gái của mình sẽ nhất là nhân viên, y tá, bác sĩ thì cũng mát tay. Bác sĩ cũng mát tay, rồi nhân viên thì phục vụ cũng tốt. Nói chung là tốt hết, không có gì mà để mà mình khách hàng phiền lòng hết á. Dạ. Vậy chị mới lên đây. Nói chung là thiệt, bệnh viện này rất tốt. Bạn bè nè, ví dụ như bây giờ mình có đi gặp bạn bè nhiều hơn chưa chị? Chị hả? Dạ, có thường đi gặp bạn bè. Có, chị cũng đi tiếp xúc đi tới luôn, bình thường chị mua bán mà. Dạ, bạn bè chị có nói là sao dạo này nhìn ốm không? Nói là dạo này tập gym dữ lắm sao mà eo thon dữ vậy? Dạ. Cái chị cười cười thôi chứ chưa nói gì. Còn anh nhà nè, anh xã của chị thì sao? Ảnh dòm lén vậy, ảnh cười cười hoài à. Dạ, nhưng mà có khen trực tiếp không? Ông nói sao cái này thấy bà eo quá vậy. Nhưng mà thấy anh... bà mỹ nhon quá vậy. Dạ, ông xã chị có biết chị làm không? Không, chị giấu chị đâu có biết đâu. Dạ. Nhưng chị muốn dành sự bất ngờ, cái nói sao hôm nay bà đi thành phố vậy, tôi thấy bà eo bà mỹ nhon quá vậy. Tại vì mình làm xong mình sinh hoạt bình thường, cho nên là ngay đúng cả rồi, không ai biết hết, không ai biết chị làm cái gì hết. Hỏi chị biết là sao tự nhiên dạo này biết sao đấy. Cái này sao mà bé nó cái eo nó ốm, nó thon thả đẹp quá trời, bả làm cách nào bả chỉ mình với. Rồi chị có chỉ biết không? Chưa có chỉ. Vẫn còn giấu à? Vẫn còn giấu. Dạ rồi, em cũng cảm ơn chị nha. Cảm ơn chị đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của bệnh viện Thẩm mỹ Gan Hu, và cũng cảm ơn chị là trong tương lai là chị có ý định là giới thiệu thêm bạn bè hay là người thân của chị đến bệnh viện Thẩm mỹ Gan Hu để mình làm đẹp và làm mình có thêm cái tự tin hơn nữa chị ha. Chị cũng cảm ơn bác sĩ ở đây nè, cũng đồng ý là tốn tiền thiệt, nhưng mà nó cũng đem lại cho chị là vừa ý nè, thỏa mãn nè, đẹp. Phái nữ mà đẹp là trên hết. Nó người tự tin, người chồng mình thương yêu nè. Quan trọng là mình làm đẹp cho mình trước. Mình làm đẹp cho mình trước cả. Xong rồi những người mà tiếp xúc với mình, những người thân của mình thì thấy mình đẹp hơn thì họ cũng đẹp mà hơn, nó an toàn, nó hiệu quả, nó chất lượng. Mọi người ơi, như chị Mai có chia sẻ, nếu mọi người có muốn có một vòng eo con kiến hay có một vóc dáng đẹp hơn hay có một thân hình hay một gương mặt đẹp hơn nhưng mà phẫu thuật thẩm mỹ an toàn thì hãy đến bệnh viện Thẩm mỹ Gan Hu ha. Tại đây có rất nhiều những phương pháp hạn chế xâm lấn tối đa, và mọi người tin chắc rằng mọi người khi đến bệnh viện Thẩm mỹ Gan Hu sẽ có được vóc dáng và ngoại hình tự tin nhất khi mà giao tiếp với cuộc sống nha. Xin cảm ơn mọi người. Giờ buồn ý buồn cho rơm, S like cho rơm, hai cuốn sách chung nhòn, gắn hút động vườn, giờ đã thể chia sẻ. Xin cảm ơn mọi người.